Anh em nhá, thì bên em hôm nay lại lên sóng tiếp tục cho anh em một sản phẩm dành cho anh em sử dụng trong gia đình, đó là dòng cây máy tính anh em nhá. Đến từ thương hiệu Dell. Đó này mình về toàn Dell anh em. Đấy, Dell đứng này, Dell nằm này và Dell liền mạch, đều thương hiệu Dell luôn. Dòng này dòng xoay đứng, thưa các bạn, để đứng này được các bạn nhá. Còn một dòng là dòng xoay nằm thì mình sẽ lên ở video luôn cho anh khác cho anh em. Ở đây thì phía trước các bạn còn có các cổng kết nối này. Đây. Đấy. Hai cổng USB âm thanh vào âm thanh ra các bạn nhé, và có thể khe thẻ nhớ nữa SMCC đây các bạn nhé. Dòng đeo này, dòng đeo đứng này, dòng đồng bộ Nhật thì đeo này, đồng bộ đeo thì nó là quá đẳng cấp, gần như số 1 về dòng đồng bộ anh em nhé. Dòng đeo E-Precision mình sẽ quay phía đằng sau cho các bác luôn, chạy cực kỳ êm bền bỉ, anh em có thể chạy thông 24/24 cũng được anh em nhé, đảm bảo luôn cho anh em. Điện cắm anh em cắm 240V thoải mái luôn. Đây cái nút reset này, để nếu bị nó sốc điện anh em bấm thì khỏi để reset lại các bạn nhé. Thì đây mình đã lắp thêm cả cái cảm wifi ở đây để anh em sử dụng, không cần dùng cổng LAN nữa, vì cổng LAN nhiều khi sét đánh lan truyền hay chết cổng lắm. Đặt tất cả dòng bây giờ mình đều dùng là dùng dịch cổng wifi hết cho tiện lợi. Một đèn Dell E-Precision 3847 các bạn này, các cổng phía sau cái lối rất là nhiều, mình giúp tạm ra cho anh em. 1 2 3 4, 4 cổng 2.0, 2 cổng 3.0, 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA và cổng âm thanh các bạn nhé. Cái dòng xoay đứng này thì nó như cái dòng cây các bạn đang sử dụng gia đình bây giờ ấy, nhưng mà cái độ ổn định và độ bền thì nó cao hơn rất là nhiều anh em nhé. Cái liên đại dòng này nó khoảng một tầm 2015 các bạn nhé. Cách mở thì đơn giản thôi, anh em kéo này phát mở cái mặt ra luôn, rất là dễ. Đây là nội thất bên trong, mình quay luôn cho anh em các bạn nhé. Đã nhìn nhỉ, xì phỉ bụi xong là lên hình cho anh em luôn. Thì bên mình đã lắp ổ SSD 120GB đây cho anh em. Đấy, ngoài ra nó còn ổ DVD này. Ổ này gần như ít khi sử dụng này. Đấy, chủ yếu là sử dụng qua cổng USB. Đấy, lắp ổ SSD này thì anh em sử dụng nó nhanh hơn, ổn định hơn và nó truy xuất dữ liệu rất là tốt. Cái cấu hình chung thì mình nói qua để anh em nào nếu mà am hiểu về máy tính thì sẽ hình dung ra được. Thì cái dòng main ở đây sử dụng là chipset là H81 các bạn nhé. Đây con chip là chip con chip Core i3 đầu 4 và RAM đang là RAM 8GB, hai thanh 4GB các bạn nhé. Anh em nhìn nước mình sạch sẽ đẹp này. Thêm một cái quạt để hút làm gió này. Tất cả có ba cái quạt, một quạt chip này, một quạt bên sườn và một quạt nguồn nữa. Nhưng mà khi các bạn bật thì các bạn sử dụng ấy, thì nó êm cực kỳ luôn. Vì cái dòng đồng bộ này thì mình cũng làm từ 6-7 năm trước rồi. Đấy, nên là khẳng định với anh em là chạy cực kỳ bền bỉ luôn, tiết kiệm điện các bạn nhé. Thì với cấu hình chung như này và bên mình còn thêm một bộ phím chuột mới nữa cho các bác ở đây các bạn nhé. Phím chuột mới ở đây. Đấy, nên giá toàn bộ cấu hình một cây và bộ phím chuột mới này thì gửi đến toàn thể anh em là 3.650.000. Đấy, và bao ship cho các bạn nhé, 3.650.000. Thì với cấu hình này thì anh em sử dụng cho mục đích là học tập, giải trí, văn phòng và chơi các game nhỏ rất là ok. Vì cái các hình của nó, các hình on của nó thì có thể chia sẻ lên cho tầm 1GB. Anh em sử dụng các cái game hoặc các đồ họa như Photoshop bình thường rất là ok anh em nhé. Thế còn anh em muốn nào mà chơi game thì anh em có thể mở rộng, anh em cắm cái cạc PCI màu đen dài này để cắm cạc hình vào thì em chơi các dòng game lặng hơn các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ cắm thử vào để cho anh em xem luôn cấu hình trên hệ điều hành. Nút khởi động ở đây anh em nhé, tắt bật của dòng đều một nút thôi. Đấy, ấn phát là máy chạy ngay. Đấy, nhìn dí sát đây anh em nghe này, không một tiếng quạt kêu nào nhé, quạt gió đang thổi ra này. Các bạn nhìn nó không có một tí kêu gì cả, rất là êm ái luôn. Ở đây mình lên cấu hình cho các bác xem. Thì cái này anh em nào nếu mà biết một chút về máy tính thì nó đơn giản thôi, còn anh em nào mà chưa dành sành về máy tính thì anh em cũng không cần quan tâm nhiều. Quan tâm là với cái tầm giá đấy và nhu cầu là sử dụng cho các cháu học hành, các chị em văn phòng, các chơi game nhỏ rất là ok, anh em cần quan tâm nhiều. Bên mình bán có bảo hành và đảm bảo luôn cho anh em. Thì mình đang cài hệ thống Win 10 ở đây. Đấy, và bộ chip này Core i3 4170 RAM 8GB các bạn nhé. Còn ổ SSD 120GB rồi.
Ở đây các hình anh em nào muốn quan tâm sâu một chút là graphic 4400 các bạn nhé. Cái này có thể chia sẻ lên tầm 2 GB hình. Đấy, anh em chơi các cái nhu cầu thiết yếu rất là quá ok. Đấy, vấn đề quan trọng là nó sử dụng cái ổ SD nên là truyền xuất rất là nhanh các bạn nhé. Anh em sử dụng thì bên mình hiện tại trên phần mềm thì mình đang cài hệ thống Win 7 các bạn nhé. Đấy, và các cái ứng dụng văn phòng thì tương đối cũng đã hoàn thiện cho các bác rồi. Ở đây có các phần mềm Request Go Chrome, Ultra View, Word Excel bản 2019 đã kích hoạt bản quyền rồi anh em nhé. Và ngoài ra Office cũng được kích hoạt rồi, anh em sử dụng hoàn toàn thôi. Vì đa số đều sử dụng dòng Win 10 rồi, dễ sử dụng và ít tỷ lỗi vặt hơn các bạn nhé. Đấy, thì shop mình ở Hải Phòng, anh em cần sử dụng thì cứ alo cho mình qua số điện thoại là 0979 665 264. Đấy. Và bên mình thì ship toàn quốc, anh em nào ok thì cọc tiền anh em nhé, lại thanh toán với shipper. Đây cả wifi bên mình đã cài sẵn cho các bạn này, anh em kích vào nó như laptop đấy mà. Đấy, xong em kết nối đến wifi nào đấy là xong các bạn nhé. Đây mình đang kết nối rồi đây, rất dễ sử dụng các bạn, dùng để giải trí thì quá ok luôn anh em nhé. 3.650.000 anh em cần alo, bao gồm một cây và một bộ phím chuột mới, phím chuột có dây các bạn nhé, để anh em sử dụng. Anh em về có thể mua cái màn hình tầm trung 2 324 inch, anh em cắm trực tiếp vào TV qua cổng HDMI đều được các bạn nhé. Đấy, rất tiện lợi cho em sử dụng, ngoài màn hình anh cắm TV được. Ok, 3650 bao ship cho anh em. Anh em nào ok chuyển khoản cọc cho em. Alo 0979 665 264.